Chào cả nhà, hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 22 mà mọi người đến với Phía Nga sáng nay. Hôm nay em sẽ lên rất là nhiều cái giò khủng, cây lớn luôn cho mọi người sưu tầm nha. Có rất là nhiều giống. Cây này là cây mà mọi người không ai ngờ được, nó lại là cái giống cây mà em nói sau đây. Đó, cây này chăm tại Lâm Đồng cho nên là nó lên rất là đẹp luôn. Đó, cây này là năm cánh trắng Hà Tĩnh nha mọi người, năm cánh trắng Hà Tĩnh. Hà Tĩnh thì vốn được biết đến là một cây thân thủ rồi, bởi vì nó đi ngọn và nó vượt đông rất là kinh khủng. Nhưng mà để chăm được một cái cây lớn như thế này thì đúng là nó rất là đặc biệt. Bởi vì cây này trồng thuần tại Lâm Đồng là thứ nhất. Cái thứ hai là cho ăn nắng khá là nhiều nè. Đó, mọi người thấy ăn nắng nhiều cho nên là thân cây nó rất là đanh và cực kỳ là khỏe luôn. Có một số giò thì nó là bung nụ như thế này rồi nha. Đó, bung nụ rồi. Nếu hàng này mọi người chỉ chơi thân thủ không á, chưa xét đến nó là Hà Tĩnh á, thì cũng rất là tuyệt vời rồi. Còn bông Hà Tĩnh là một bông và cũng phải nói rất chi là đẹp chứ không phải là xấu. Cho nên là giờ này em sẽ cắt những kỳ. Đây là tổng thể cái giò lớn của nó này. Giờ em sẽ tiến hành cắt kỳ ra và phân giá. Còn những cái mầm gốc thì em sẽ quay cho mọi người nhìn rõ hơn. Để như thế này thì nhìn không rõ được những cái mầm gốc của nó nha. Rồi. Rồi, sau khi cắt xong thì mọi người thấy đây là một cái giò tác phẩm Hà Tĩnh nha. Cái này phải gọi là Hà Tĩnh lá mít, cây rất là đẹp luôn. Này, bốn mầm gốc của nó nha. Mỗi mầm dài 50-60 cm nha. 50-60 cm. Giò này nó rất là đẹp. Nó không thể nào mà có giò đẹp hơn thế này nữa. Không thể nào mà có giò thứ hai. Bác nào mà sở hữu được nó thì thấy rất là ok nha. Đang đi ngọn, thân lá ngọn, đồ rất là ok, đẹp. Giò này em bán là 1,5 triệu nha. 1,5 triệu. Nó có bốn mầm gốc. Bốn mầm gốc thì mỗi mầm gốc này tính là 400.000 thôi. 400.000 thì nó là 1,6 triệu rồi. Chưa kể nó còn thân hoa này. Đó, chưa kể nó còn thân hoa như thế này này. Đó, mọi người thấy không? Thân hoa này. Mấy cái này là kỳ em vừa cắt ra thì em sẽ giới thiệu kỳ sau. Đó, nhưng mà nó vẫn sưng ở đây thôi. Đó, ví dụ như cây này nè, nó vẫn sưng ở đây nè. Rồi đây sưng hết rồi nè. Đó, sưng hết rồi. Cây đó là mọc khỏe đẹp. Nói chung nhìn bốn mầm gốc này không mê mới lạ. Đây có một mầm nữa nè, nhưng mà mầm này không tính đi, coi như là nó bị hư rồi. Đó, chỉ tính những cái mầm gốc như thế này thôi. Bốn mầm gốc nha. Giá là 1,5 triệu cho cái giò này. Đây gọi là Hà Tĩnh là mít đi. Bởi vì đúng chuẩn chất lá, lá đi ngang nha. Lá đi ngang, gân lá rất là bóng dày, siêu khỏe luôn. Đấy, không, em đảm bảo là không có giò thứ hai đâu. Không có giò thứ hai đẹp hơn giò này đâu. Hà Tĩnh này, chăm cái cây lên đẹp như thế này là cả một quá trình đó. Mà mọi người thấy họ cũng chỉ bỏ phân tăng chậm nè, đó là cho ăn nhiều nắng nha. Cho ăn nhiều nắng. Bởi vì cây này nó thân nó rất là đanh. Thân nó cực kỳ là đanh luôn. Đó. Rồi, Hà Tĩnh em cắt kỳ xong thì em có những cái kỳ như thế này nha. Em có kỳ như thế này. Kỳ này là kỳ số 1 nè. Số 1 em để nguyên 2 kỳ như thế này nha. Số 1 để nguyên 2 kỳ này. Thì giá là 450.000 nha. Giá 450.000. Và em báo luôn là hôm nay giá đã bao gồm tiền ship nha. Tức là các bác mua ngày bắt đầu từ hôm nay á, là em sẽ bao ship tất cả các đơn luôn. Bắt đầu từ hôm nay bao ship tất cả các đơn luôn. Để tránh cái việc mà lên đây rồi nói bao ship với không bao ship nữa, nó mệt ra. Cho nên là cây này đã tính giá bao ship trong này rồi. Đây có một cái lá nó bị gãy nè. Một lá nó bị gãy do lúc nãy cắt hay như thế nào đó nha. Đó, nhưng mà thân lá rất là đẹp. Mỗi thân nó dài tới 40 cm nha. Cây nói chung là không có cái cây nào đẹp hơn đâu. Rồi, số 1 này 450.000. Đó, số 1 450.000. Cây số 2. Đây, số 2 là những cái mầm như thế này. Đó, những cái mầm như thế này. 150 nha, 150 nè. Số 2 150 nè. Cây còn cả nguyên cả khúc mắt ngủ luôn. Về mọi người trồng bao sống luôn. Tương tự số 3 cũng 150 luôn. 3 150 nè. 150 nè. À, cây số 3 này 150.000. Số 4 này 150 này. Đó, cây nó không thể nào mà mọc khỏe hơn nha. Số 4 150. Thường mọi người mua Hà Tĩnh là được cây ốm chứ cây nó không như thế này. Tương tự số 5 này 150. Nhìn cái lá nó bóng không mọi người. Đó, số 5 150. Số 6 này. Số 6 là 2 kỳ em chưa cắt. Nếu mà bác nào cắt thì cũng là 150 nha. Còn 2 kỳ này. Đó, 2 kỳ thì là 300. 2 kỳ là 300 nha. Đó, 2 kỳ là 300. Đấy, 2 kỳ 300. Đây là số mấy? Số 6 hả? Không đánh số nhưng mà nhớ kỳ cho nên là số 6. Rồi số 7. Số 7 là chùm này nè. Đó, nó lên một gốc hết rồi đấy không mọi người.
một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, chùm này 250.000 nha. Đó, đây là số 7. Đây số 7 này, 250.000. Số 7 250.000. Và số 8 này, tương tự 150 nha. Đây là số 8 150. Đấy, số 8 150. Đấy, em để theo thứ tự cho nên là em rất là nhớ. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, 8. 8 cây Hà Tĩnh nha, thân thủ siêu to mập đẹp. Ở đây là em có hai cây Hà Tĩnh thân thủ này, đây mọi người thấy không? Cây Hà Tĩnh này thì nó lá nó rất là kim, kiểu lá dài trồng ở miền Nam này. Mặc dù nó đứng ngọn rồi nhưng mà thân của nó cũng không mập và lá của nó không có thể nào to lá mít giống như cái cây bên kia được. Đây, xách qua cho mọi người xem luôn. Để xem thử cây Hà Tĩnh lá mít với cây này nó khác nha. Đúng không mọi người? Một trời một vực. Không thể nào mà tưởng tượng được cây này là cây Hà Tĩnh. Lúc mà mới sắp về bảo cây này là cây Hà Tĩnh em không tin luôn mà. Em bảo ủa có nhầm không mà sao Hà Tĩnh đẹp dữ. Mà hoa thì đã nở rồi, chính chủ rồi, cho nên không thể nào mà nhầm được. Rồi, cái cây Hà Tĩnh mà năm thân như thế này thì em đánh giá là 700 thôi nha. Nó bằng nửa cây kia thôi. Nó cũng là năm thân. Đó, thì giá của nó là 700 nghìn thôi này. Cây này hồi trước em mua tới 1 triệu, triệu 2 đấy. Về bán 1 triệu rưỡi không đóng rồi nữa. Mà bây giờ nó rớt nó xuống nó tính là 700 nghìn nè. Cây số 1 700. Tương tự cây số 2 cũng là 700 luôn. Cây này nó cũng có thân hoa rồi nè. Có thân hoa thêm bắt đầu sừng rồi nè. Rồi, rồi mầm gốc nè. 3 4 5 mầm nè. Đó, hai hai chậu nhá. Chậu kia thì lá nó to hơn, chậu này thì kiểu lá kim dài hơn. Mỗi chậu là 700 nghìn nha mọi người. Đó, Hà Tĩnh. Bên này là một chậu năm cánh trắng Thủy Tiên to. Chậu này 4 mầm gốc. 4 mầm gốc. 1 triệu 2 nha. 4 mầm gốc. Giá là 1 triệu 2. Giá là 1 triệu 2 nha mọi người. Giá là 1 triệu 2. À, thân già thì nó có rất là nhiều thân, 2 4 6 thân già. 6 thân già, 4 mầm gốc, mỗi gốc dài 70 80 cm nhé. Thân lá bao đẹp luôn. 1 triệu 2. Rồi, đấy, 1 triệu 200. 1 triệu 200 nghìn. Chậu Thủy Tiên siêu to như thế này. Đây là chậu ám đực quả nha. Đấy, chậu ám đực quả, mặt hoa phải nói rất là xuất sắc và thân lá mít siêu đẹp luôn. Thân lá mít siêu đẹp luôn. Chậu này là giá là 1 triệu mốt nha. 1 triệu mốt. À, 1 triệu 100 nghìn. Đấy, bao ship rồi. Cho nên là nó có giá như vậy. Đấy, bao ship nha. 1 triệu mốt. 1 triệu mốt. Đấy, hai thân. Mỗi thân nó dài 50-60 cm. Lá thì phải nói rất là to đẹp, không thể nào chê được cái bản lá của nó. Dày, xếp chân rết. Lá cực kỳ dày, bóng khỏe. Gân lá nổi rất là rõ nét. Chuẩn lá mít nha. Đó, chuẩn lá mít. Đây, cây mít ám được quả này. Đây có thân già có kỳ em cắt rồi. Còn chậu này là nó có hai kỳ như vậy. Đó, hai mầm gốc chứ không phải là hai kỳ. Thân thủ rất là to. Lên cỡ phi 27 thì là điều rất là bình thường. Rồi. Em có hai chậu trà gừng này, chậu số 1 này. 2 triệu rưỡi nha. Đó, chậu số 1 2 triệu rưỡi. Thì nó có hai mầm gốc, mỗi gốc dài cỡ 30 40 cm này. Rồi đây có những cái gốc nó nhỏ hơn như thế này. Đây là chậu lá nha. Đó, chậu lá lớn này, 2 triệu rưỡi này. Rồi, chậu số 2 là 3 triệu. Chậu này lá tròn, thân lá tròn siêu đẹp luôn. Lá rất là tròn, bóng. Đấy, hai thân nó dài phải 60 70 cm. Bản lá đi ngang cũng rất là đẹp. Đó, và có một thân hoa trên này nè. Trên này thì nó có kỳ thì người ta cắt rồi. Chậu số 2 này là 3 triệu nha, cho hai thân. Đó, hai thân siêu lớn này. Đó, chậu số 2 3 triệu. Chào gần. Đây em có một cây bệt Hiển Long nha. Cây này nó có 4 mầm gốc nè, giá là 700 nghìn. 700 nghìn. Mầm gốc dài nhất là 70 cm. Mầm gốc dưới này là được cỡ tầm 15 20 cm nhé. Cây rất là to đẹp. Đó, cây siêu to đẹp luôn. Giá là 700 nghìn. 700 nghìn. Đó. Cây này. Hôm nay toàn là cây lớn không à. Toàn là những tác phẩm rất là đình đám. Mặt hoa cây này rất là đậm đẹp nha. Mặt hoa đậm đẹp, cắm viền hồng. Hoa cực kỳ là đậm, cực kỳ là sai hoa luôn. Đấy, giống rất là sai hoa. Đấy. Kể ra là 107 một mầm. Bạch tuyết em có 4 chậu nha. Chậu số 1 này, 3 lá thì tầm 3 sen nha. Giá là 1 triệu này. Chậu số 2 này, 1 triệu 3 này. Kỳ khỏe đẹp luôn. Số 2 1 triệu 3. Cây số 3 này, 2 mầm này, triệu rưỡi này. Triệu rưỡi này. Và cây số 4 này, dài 15 sen. Giá là triệu 8 nha.
triệu 8, cây này nó bị xước cái lá tí nhưng mà không sao, nguồn gốc đồ lên rất là khỏe. 4 cây nha, 4 cây bạch tuyết. Mọi người nhìn kỹ khuôn hoa nhé, một trong những cây bông rất là đẳng cấp, đình đám, mà đôi mắt rồi mũi này rồi cánh này không thể chê vào đâu được nha. Đôi mắt nó không hề lem một tí nào nhé, mà đôi mắt rất là xuất sắc, mắt đậm không hề lem, họng sạch. Cho nên là vì sao nó rất là mắc tiền và nó trở thành những cái bông mà có cái độ phi mã hàng rất là nhanh ở những năm ngoái nha. Nó cho một gói bông hoa phải nói là tuyệt phẩm đúng không mọi người? Hồng Nhật Hạ còn hai cây này, cây số 1 này giá là 900 nha, hàng nguyên chậu ấm chậu. Cây Hồng Nhật Hạ này số 1 này giá là 900, nghe bảo là cây Nhật Hạ này nó cũng nở xuân ấy chứ không phải nở hè nha mọi người, giá là 900 này. Cây số 2 1 triệu này, đây số 2 1 triệu này, cây này dài tầm 15 sen, còn cây 900 này nó tầm 10 sen nha. Đó, 900 10 sen, 15 sen là 1 triệu. Còn hai kỳ Hồng Nhật Hạ này cây rất là đẹp khỏe nha, mấy bác ấy lấy xong lại hồi thôi ấy, chứ em để đây cho khách đó mà. Đó này là em có mấy chậu HO nha. Đó, mấy chậu HO này thì thực chất là không còn đâu, là của mấy cái ông mặc váy á, vào bảo là Covid không có tiền trên lan nên là bao ship thì mới lấy cây, thì em không gửi cây đó, em không gửi cây thì lên like bảo con này thế này con này thế kia. Đây có một bông BM đất liêu nó nở nè, nở bói thôi nhưng mà rất là đẹp nha mọi Bông người. này nó nở trên cái khúc có kỳ này nè, đó khúc có kỳ ok không? Đó, bông vẫn trắng tinh nha, mắt đậm, đó, lưỡi này, đó, hai kỳ này, số 1 này, cây số 1 này, ba kỳ này, 150.000 nhá, nhỏ chậu, 150.000 nhỏ chậu, ba kỳ. Cây này nó có cây năm 2 ở trong này với hai cây năm nhất nha, 150.000. Một cây HO mùn gốc siêu to này và tặng thêm khúc hoa này này, 150.000 nốt nha. Cây số 2 này, HO số 2 này, 150.000. Cây này là em gửi nguyên chậu nha, với được cái khúc hoa đấy. Còn cái nào nhỏ thì em nói là nhỏ nha. Rồi, HO số 3 này, tương tự 150.000 nhỏ chậu nha. 150.000 nhỏ chậu. Giá này là cũng là giá bao cước rồi nha. Cũng là giá bao cước rồi. Đấy, 150.000 đã bao gồm giá cước rồi đó. Nên là bắt đầu từ phi hôm nay các bác mua hàng là em bao cước hết cho nó khỏe. Rồi, cây số 4 này, 150.000. Lô số 4 này, tương tự ba chậu này nha. Nhỏ chậu luôn, 150.000. Nhỏ chậu 150.000. Còn bác nào mà đóng nguyên chậu thì thêm 100.000 tiền đóng hàng nha. Nguyên chậu thì thêm 100.000 tiền đóng hàng. Em đã có ấy rồi. Bởi vì mà đóng chậu thì nó sẽ tốn thêm rất là nhiều cái chi phí ở trong đó. Nên là các bác cứ cân đối nha, em báo giá cụ thể hết rồi. Đó, số 4 cũng là 150.000. Rồi xong, bên này có hai Phú Thọ nha. Hai Phú Thọ này, hai chậu này. Rồi, cặp số 1 này. Đây, cặp số 1 này. Nhỏ 250. Nhỏ là 250.000. Nguyên chậu là 300 nha. Đó. Đó, không, nhỏ 200, nguyên chậu 300. Đó, nhỏ là 200, nguyên chậu 300 nha, là giá bao cước hết rồi đấy. Tương tự số 2 cũng vậy, nhỏ này 200.000, nhỏ 200.000 hai cây, một cây năm nhất với một cây năm hai, còn nguyên chậu là 300. Rồi xong Phú Thọ nha mọi người. Thôi hôm nay em bán chừng này hàng nha, coi cũng khá là nhiều rồi. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở các phiên sau nha.